Xin chào mọi người. Thì trong cái bài 20 này, mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo block cửa đi hai cánh. Nó sẽ khó hơn nhiều so với các bạn tạo block cửa đi một cánh ở đây. Hỏi được chọn về cái này 100. Các bạn regen để nó về đúng tỷ lệ đường nét. Ok, bây giờ mình cửa đi hai cánh. Mình mở một cái file của mình. Đây, cửa đi hai cánh của mình đây, nó cũng đơn giản vậy thôi. Các bạn click vào đây này. Nó tự nó kéo rộng à, các bạn thấy chính xác không? Xoay. Khi mà xoay á, là nó các bạn hạn chế dùng rotate nhé. Chọn đây, các bạn no. Rồi, mở lại. Rồi mình save lại một cái file mới. Block cửa đi. Desktop này. Thôi mình lập xong rồi mình cứ lưu vào đây đi. Rồi mình tắt này đi. Bữa một cánh mình cũng chưa lưu đúng không? Chọn đây, tôi mở block cửa đi một cánh, mình lưu về. Desktop video. Rồi. Tắt đi. Rồi tôi chọn đây. Đây tôi chọn desktop. Các bạn chọn cho mình bộ video. Đây. Thì phần này bắt đầu nó khó hơn, nhưng mà block cửa đi hai cánh này mình mới nói cực kỳ khó, rất là nhiều tham số. Rồi thì các bạn nhìn ở đây. Rồi tôi click vào đây. Tôi ok. Ở đây á, khi các bạn tạo á, thì các bạn phải chú ý. Ở trong cái này mình đã nói rồi. Khi mà các bạn tạo cái block động mà nó có tham biến á, parameter nó gọi là tham số tham biến, thì nó đòi hỏi một cái ràng buộc, nó gồm tham số tức là tham biến và cái action là chạy, nên hai cái này nó phải liên kết với nhau, là cái ràng buộc với nhau. Thì bây giờ các bạn cũng vẽ cái cửa này đi, các bạn tận dụng luôn cái file này này, cái bài 19, cái cửa sổ cửa này một đúng không, CO rồi các bạn copy ra ngoài đây, rồi các bạn explode nó ra. Rồi tôi bỏ cái này đi. Tôi chọn cái này, tôi mirror lại. Tôi khỏi phải vẽ lại F8 lên đây. No, giữ nguyên. Rồi tôi chọn B. Các bạn để layer 0 nha, B. Rồi cửa đi hai cánh. Rồi các bạn big boy, các bạn chọn điểm làm gốc, thí dụ điểm này. Select object chọn đối tượng. Rồi delete luôn. Ok. Insert. Nếu hồi nãy các bạn làm á, đây này, nếu các bạn tạo B này, hoặc các bạn quét chọn block, các bạn sau khi các bạn chọn xong, các bạn click vào Open in Block Edit thì nó vào trực tiếp cái môi trường này luôn này, nó vào trực tiếp cái môi trường này luôn, mà mình khỏi cần phải insert vào đó, nó vào trực tiếp môi trường này để mình chỉnh sửa. Rồi thì mình xem cái gốc của mình. Đó, mình tạo cái distance. Lưu ý á, các bạn cái distance 1 của các bạn phải nằm từ cái mép của cái cung mở cửa ở đây tới cái cung mở cửa ở đây. Tức là nó bằng 2 lần cái bán kính này. 2 lần cái bán kính distance 2 ở bên ngoài. Rồi thì mình làm nha mọi người nha. Nó sẽ gồm hai cái biến stretch và cái biến scale đây. Khó nhất là cái này. Rồi mình làm thử. Thì cái này nó hơi khó nha. Rồi mình sẽ làm. Ta chọn vào parameter này. Ta chọn vào linear này. Tôi quét từ đây. Mọi người nhớ nha, cái cung này nó có tâm ở đây này. Đó, nó phải tới đây này. Bạn vẽ phải đúng linear.
Rồi các bạn chọn đây, các bạn chọn đây. Rồi các bạn kéo xuống. Rồi dưới đây các bạn linear đây. Các bạn kéo xuống, các bạn phải làm hai cái này cùng một lúc nha thì nó mới liên kết với nhau được. Rồi các bạn muốn bỏ mũi tên này này, không dùng, muốn dùng cái thằng này để kéo. Thì các bạn chọn vào nó này, các bạn BR hoặc Ctrl 1 cho mình. Thay vì mình phải xóa đi á, Ctrl 1 này. Rồi mình chọn vào nó, mình thấy nó có một cái là number of grid này, các bạn đưa về 0 cho mình. Đó, ở đây nó không còn cái điểm kéo nữa. Rồi các bạn gán cho nó thôi. Bây giờ tôi stretch. Trước tiên tôi chọn action, tôi stretch. Kéo cái đoạn nào? Tôi muốn đấy ở đây, cái vị trí tôi đặt làm chỗ kéo, đối tượng tôi muốn kéo. Select object chọn đối tượng. Các bạn phải quét qua hai cái parameter này nhá. Và khi các bạn này các bạn chọn nó sẽ bị dính cái này, các bạn bỏ đi. Enter. Rồi, mình thử coi. Chọn ở đây, các bạn kéo nó thì đối tượng này đi rồi, cần chọn Z, click đốt vào. Hoặc B edit. Rồi, thì khi kéo cái này đi này. Kéo cái đối tượng này đi thì cái đối tượng này cũng phải đi. Hai cái cửa này nó cũng phải đi lên. Rồi thì các bạn tương tự vậy, các bạn chọn tiếp stretch. Đúng chưa? Rồi các bạn cũng chọn vào cái này và cái vị trí kéo ở đây. Hai đối tượng của các bạn là đây. Rồi tôi quét chọn này. Select object chọn đối tượng thì lúc này tôi bỏ cái này đi. Rồi tôi close, tôi sell. Rồi tôi click ở đây tôi kéo. Tôi kéo thì cái này nó không đi. Đó thì tại sao vậy? Các bạn chưa liên kết nó. Thì lúc này các bạn chọn vào cái distance này, các bạn change này, các bạn chọn Z cho mình. Rồi các bạn close, các bạn sell. Chọn ở đây các bạn kéo. Nó vẫn chưa đi. Ok. Tôi click vào đây lại, tôi kiểm tra. Các bạn chọn cái distance 2 này, các bạn chọn cho mình cái change ở đây. Close, sell. À nó không đi luôn. Vậy nó có vấn đề gì ở đây? À tôi chưa tạo được thanh này. Chưa có. Nó mới có một cái stretch này, mình nhầm nha. Thì các bạn chọn action này, mình thiếu mình chưa ấn enter rồi stretch. Tôi chọn vào cái này, tôi chọn vị trí điểm đặt, tôi quét chọn ở đây. Rồi. Xong giờ tôi chọn đây, tôi bỏ hai đối tượng này đi vì hai đối tượng này tôi không muốn kéo. Tôi enter, kết thúc lại, chọn đây. Tôi sell. Đó, thì cái này nó đi rồi, mọi người nhớ chọn chain nha để nó liên kết nhá. Nhưng mà đi đây nó lại nghiêng như này. Nó không đúng mục đích của mình. Thì các bạn lại phải cần chốt Z lại. Các bạn phải thử liên tục như vậy. Các bạn chọn vào cái distance, chọn vào cái này này. Cái stretch thứ hai các bạn chọn cho mình cái angle nó đang nằm nó chạy theo hướng này, các bạn muốn nó quay ngược lên đây, đi thẳng lên thì các bạn nhập vào cho mình 90 độ vì ngược chiều kim đồng hồ. Các bạn chọn close, các bạn chọn sell. Thì các bạn click vào đây, các bạn kéo thì nó sẽ đi. Tuy nhiên á, các bạn kéo từ đây ra đây này thì cái này nó cũng đi lên một đoạn đúng như vậy và cái đoạn này cũng đi lên một đoạn đúng như vậy. Mà hai cái này các bạn, hai cái này này, hai cái đường đi lên này, hai cái cửa đi lên này, hai cái cánh cửa này thì nó chỉ đi một nửa cung tròn này thôi, tức là bằng nửa cái đoạn từ đây đến đây thôi. Thì vậy mình cũng lại chưa được. Rồi tôi click chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Rồi tôi lại chọn vào cái này. Các bạn chọn cho mình chấm 5 thôi, đi một nửa thôi. Chỗ distance các bạn chọn chấm 5, các bạn chọn sell. Sell. Rồi ok, cần chốt Z lại. Rồi bây giờ tôi cần là cái cung này nó scale lên. Đúng chưa? Cung này nó scale lên. Cái này ok rồi. Nhưng mà cái đối tượng này nó chưa chạy. Scale lên thì các bạn lại phải click chọn vào nó. Các bạn làm scale. Thì các bạn scale chọn parameter. À nó có cái distance này này. Distance nó đã có rồi. Action scale. Chọn vào cái distance 1 này. Chọn vào object là hai đối tượng này. Ok. Thì các bạn chọn vào đây, các bạn kéo. Các bạn kéo đây, các bạn nó thấy sẽ chưa đi đâu. À nó đi luôn rồi.
Bởi vì sao? Đây này, các bạn kéo, các bạn thấy nó thay đổi đẹp không? Các bạn click vào đây, các bạn OK này. Bởi vì cái distance này ở đây này, các bạn đã Z rồi. Chain action này, các bạn đã Z rồi. Nếu các bạn đây, các bạn còn để no thì kéo nó không đi đâu này. Cho nãy mình đổi đó. Các bạn phải click vào đây, các bạn chọn cho nó, các bạn chọn cái này, các bạn để Z. OK. Rồi tiếp theo tôi chọn parameter, tôi chọn linear. Tôi click ở đây. Tôi click xuống đây, tôi kéo ra. Rồi tôi move cái này ra ngoài. Rồi tôi chọn cái stretch action, tôi chọn cái stretch. Chọn cái distance, chọn ở đây. Tôi quét chọn từ đây đến đây. Rồi tôi chọn đối tượng cũng từ đây đến đây. Và tôi bỏ hai cái này đi. À chưa. Làm lại nha. Nó chưa được, mình chưa OK mà stretch. Chọn thằng này. Hỏi vị trí điểm đặt, đặt ở đây. Tôi quét chọn từ đây tới đây, vị trí các bạn muốn kéo. Rồi. Select object, chọn đối tượng. Tôi bỏ đối tượng không nhận đi. Enter, chọn ở đây. Save. Click ở đây tôi kéo, nó tự di chuyển ở đây. Rồi. Các bạn thích các bạn có thể cho rotate vào đây được nữa, nhưng mà cũng không cần. Thích là các bạn cho rotate cũng được. Thí dụ mình cho rotate luôn chẳng hạn. Mà rotate á, parameter rotate M2B. Mình xoay cũng được, cái quan trọng là cái kéo của mọi người á. Cái scale với stretch á, enter action rotate, chọn ở đây. Toàn bộ cái này. À mình hiểu tại sao nó ấy như vậy, tại mình đã kéo đi rồi. OK, click vào đây tôi bỏ cái này đi. Thôi cái này để hôm nào mình sẽ nói mọi người về cái rotate sau nha. Tại vì khi mình xoay á, mình có các cái biến kia thì nó sẽ ảnh hưởng nha. Các bạn gắn cái biến rotate trước. Hỏi sau khi mình làm xong rồi đúng không? À, các bạn chọn cái này, các bạn đưa về layer cửa đi. Rồi các bạn move nó. Các bạn chọn nó rotate cho mình. Các bạn có thể tạo Philip đảo chiều cũng được nha, tùy. Cái đó là tùy mọi người. Move cái này lên. Các bạn chọn vào đây, các bạn kéo nó xuống, cho nó xuống tới đây. Thì cái này nó kéo đều xuống. Rồi, tao lấy cái này tao đưa về đây. Đó là tao được cái cửa đi hai cánh ở đây. Rồi cái video này mình đã hướng dẫn mọi người cái cửa đi hai cánh. Rồi, thì ở video sau thì mình làm gì đây? Mình đưa các cái thiết bị, cái block nội thất vào nha. Rồi, có thể mình sẽ hướng dẫn cái block nội thất trong cái thư viện vào làm sao cho nó hiệu quả. Rồi, đây là cái chỗ, đây là cái tủ đồ này. Thì mình ứng dụng block động như thế nào và lại array ở đây như thế nào. Còn mấy cái này thì mình lấy trong cái thư viện cho nó khỏe. Rồi tôi lưu lại thành cái bài 20. 20. Rồi thì bài 20 của mình đến đây là kết thúc. Rồi hẹn gặp mọi người trong bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp.